vô đây ăn cơm đi nè. Giỡn xinh cơ. Dữ lắm. Giỡn xinh kìa, nó xuống rồi. Cá lóc. Con cá lóc. Khó gì lắm nè. Cái này bự lắm nè. Ở trong đó có mấy hang kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Bốn rửa thang rồi hả? Đâu rửa thang rồi. Có thêm bự kìa. Ê, ôi trời, trời ơi, cái gì? Ừ, quá trời tôm này nè. Không được, đứng xấu quá. Trong đó có tới ba cái hang lận kìa. Ai đâm thôi. Đó. 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 Nó quẹt tôm chứ hả? Lấy gì không? Bây giờ nó xuống dính kìa. Giống dính gì thì chứ nó. Cá dính lưới rồi kìa. Ủa tôm dính lưới rồi kìa lẹ. Ê đợi bắt đi thảy con cá rô chậm luôn. Để nó cá tôm nó nhảy xuống dưới hết. Ừ dạ nè. Lẹ tôm nó hơi nó bung bung xuống lưới hết trơn. Đồ quá trời vô lưới nè. Ồ ồ. Đóng cái này rồi bé nha. Có cái gì lấy gì đừng cá. Đẹp luôn nè. Nè. Cái thằng cấm luôn nè. Để gì để cho nó chảy luôn đi. Nó lật lưới. Lật lưới hả? Thôi nhớ lại ra đi. Nè nè nè. Quay nghe bà Giang ơi. Quá trời tôm với Giang ơi. Nè. Một vỏ luôn kìa trời. Vỏ lên. Lấy đồ đậy lên để nó búng ra. Rồi sao? Giang con à. Chụp nó. Vô tình chúng được ổ tôm. Okay. Hai ổ luôn. Rồi. Hãy cho nó lăn láng vô đi. Chạy đâu cho khỏi con ơi. Nó thấy ổ tôm à. Chắc chuyện này sao chạy được. Bé nhiều nhiều quá. Nó búng ra là uổng lắm à. Ê, trên ở trên dành ở trên con kìa. Nó trên khô đó. Xuồng á, cái học trước á. Ừ, lóc vô cho tụt. Hay nước vô để chết á. Dạ đi bắt tiếp. Để nó khô nước thôi chết á. Giờ nước lớn này nghĩa là cũng nắm chỗ tôm nè. Này thêm xíu tôm nè. Cái tôm giống này tới 700 ngàn nghe các bạn. Trời ơi, trời ơi. Có con gì bự lắm mấy dạng ơi. Đó kìa, nó giỡn kìa, nó giỡn kìa. Giỡn xinh vô kìa. Vô đây ăn cơm đi nè. Giỡn xinh kìa. Dữ lắm. À. Giỡn xinh kìa. Nó xuống rồi. Cá lóc. Con cá lóc. Trời dưới chuồng. Trời dưới chuồng. Trời dưới chuồng trôi rồi. Lẹ lẹ chuồng trôi. Trời con cá lóc đâu? Trong đó có mấy cái hang trong ống cống kìa. Hả? Có cái thùng nãy giờ không chịu đựng. Cải nó đi, để nó đi, để nó đi. Lấy được bình đắp ngang cái đừng có cho lọt lưới. Trời chút ô tôm nè. Ừ để nó lọt lưới à. Còn nhiều hơn cá dưới nữa. Chỗ này hầm bự hơn mà. Có cá bự nữa. Mấy cái hang trong đó kìa. Ba cái hang chà bá trong bóng cống trong đó kìa.
nắng quá giờ không rõ, giờ không thấy. Bố sợ con này đi nè. Đây con cá bố với Hùng đi, để nó chết sao. Được. Thôi nhảy mất đi bây giờ. Ơ con cá gì? Con gì á? Nó lội nó cứ lội kia thôi. Lội kia. Hai con luôn. Đen con. Đó, đen con nữa. Mày dùng mánh nè. Tôm trúng mánh rồi nha. Kệ cho nó ra ngoài dính cái vợt nó nha. Kệ nó nhảy thôi cho mấy chân rồi. Kệ quậy quậy đi cho nó lột ra ngoài. Nó bụng quá vậy. Trứng. Điều này nó ăn cái ăn cơm không vậy? Rồi nó còn kìa nè. Bành bành không kìa. Vô mấy đâu tôm nè. Vô tình phát hiện đâu ngờ không có tôm trời. Không ai ngờ đi nha. Muốn cái bự. Ai con tôm chào á cầm lên coi. Chịu nhảy, chịu nhảy à, lấy đá được bình. Càng có càng nè. Lại lên nó nhảy. Đừng lật đó. Quá ngon ngài, cái này trứng bánh ngài. Mới lâu. Mới lâu lại. Đây lát họ tay vô cái hang thử luôn. Ba cái hang luôn kìa. Quá sâu rồi. Thôi sâu thôi đi. Trời ơi, tôi thử. Đó, tự lắm cái vàng. Ồ, cá lóc kìa. Rồi, chắc hang bự trong đó là gai giống đâu chứ. Cái này vô em ăn cơm nè. Ồ, cục cái này nè. Ăn cua. Đây mình nạp thử luôn. Ê. Nhìn cái mày nó ô ngoài ra ngoài quá thế luôn kìa. Nó nhảy ngoài kìa, nó có con nhảy ra kìa. Ừ, cá gì? Không bẩy. Mày đổ này ngoài. Giờ mày đổ ngoài. Ồ, nó ra đây. Cánh con kìa nè. Rồi lớn gì hết nè. Nó nhảy về, có con nhảy trên kìa, có con nhảy nó ngay tay luôn đó. Nè. Nè. Ừ. Dẹt đường cho nó chạy xuống. Mình phải mất công bắt mà tụi nó tự chui vô. Vô nhiều không bắt. Rồi quá thôi. Trời ơi sao mà nhiều quá vậy. Chặn lại chặn lại. Lẹ đi chặn lại. Nó còn không con. Lẹ đi. Quá trời. Bây giờ mà các bạn thấy chỗ nào mà thiên nhiên mà gì không? Nhanh đi, nhanh đi.
thiên nhiên ngoài tôm vậy đó. Còn hơn trong vuông tôm nữa. Nè. Con tôm càng nữa nha. Ôi trời đất kìa. Bự hơn tôm trống nè. Rồi đổ vô. Rồi đổ vô nha. Nãy giờ cái được. Xuồng tôm chưa? Ơi. Nó nhảy à. Vô bỏ yên bên. À, thằng ơi. Đó. Trúng mánh rồi. Nhảy ra anh con rồi lấy đồ đậy rồi. Nhảy ra anh con rồi. Thầy nước đây thầy chết. Kìa nó bò bò kìa. Có nhảy 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 nhảy. Rồi lẹ đi bắt cái kiếp để đem về đây chết á. Quá thấy tôi. Mình đầu tiên nha. Từ nhiều tôm vậy á. Từ ngày còn ghét trời ơi bây giờ chẳng ăn lục bình chẳng hạn. Lục cái đó đi. Còn chạy dưới này nhóc chừng sẽ bắt hết đây. Để còn cách cho nó ra đó đó. Sao bắt được trời. Đúng dèo dèo á. Đúng một con. Mấy vừa đúng ra trời. Này. Này. Này đây. Này đây. Đúng nó đừng có đừng á. Nó sâu à. Phát phát đi, phát đu đu giỡn nó nổi ra ngoài. Nó ra gì nước cống chảy ra ngoài thì thường khô. Để phát phát đi. Cái gì đây năng tôm bây giờ máy của nó có ra mãi chưa có mà ít không bị một thùng tôm luôn. Có bự mà đeo nhiều lúc hết còn cạnh cạnh hơn rồi. Mới bún gì
Ăn gì vậy? Ừ, không hái cơm, không hái cơm. Tôm bự kìa. Nhảy ra đó. Để đó chắc là lặt xuống không còn một con luôn. Cầm cầm nó ha. Chỗ này còn mà nước nhiều quá khó bắt. Hàng lớp khô quá. Đi kiếm chỗ khác bắt nữa, chỗ khác nó đảo lại nữa. Nên vô đây ăn tôm. Chỗ khác đảo lên đây bắt nữa. Không ai ngờ. Đi thôi. Đi dài dài vậy kìa. À. Ơi, con nè, con tôm nè. Nè, dài thấy vậy bự không? Tôm bự nè. À, thấy dẹp đó không? Nè con tôm bự. Thằng đâu con dẹp. Dẹp mày dẹp mày. Trời ơi, chết rồi. Chết trời, chụp luôn. Đụng tôm vô. Lấy lục bình chặn ngang đi. Chặn chạy chạy. Đừng cho tôm chạy ra. Thấy nhiều gọn người tha đi. Rồi dở ra, dở lấy ra. Đây này, nhảy ra rồi luôn. Này chúng ta. Chúng cá, chúng tôm. Trời ơi, được mấy con à. Hồi nãy giờ mình hứng muốn hết rồi còn đâu nữa. Chuyện nhảy, lấy ra được bình nó nhảy. Lắc lên bỏ vô thùng. Chân đi. Còn cái gô vóc là không được. Còn mới đó. Thôi tôi nói đi. Nó kiếm là phẩm được nhiều đó nghe các bạn. Đóng tôm luôn. Rồi đổ thùng cá vô nè. Đổ cá chung chết tôm á. Chết. Đó. Đó. Ghê không? Cái cặp lóc này vô nó ăn đó. Vàng đâu luôn như men cái bóng cua nè, cua mà cá chục con mà đấy. Dạ. Nó bỏ hết rồi đấy, là hẳn được nhiêu đó nó không. Rồi bye bye chào mọi người nha. Hẹn gặp lại lần sau. Bye.